hồi nãy mình nói mà không ai nghe thấy gì anh chị. Anh chị nếu như anh chị hồi nãy đang xem cái livestream của em mà anh chị không nghe thấy gì thì anh chị hãy vào xem lại anh chị nhé. Sorry tất cả anh chị, hồi nãy em không hiểu tại sao mà nó không có tiếng. Thành ra là em vui nói như bảo sao không thấy ai nói gì. Sorry tất cả anh chị nhé. Anh chị đang anh chị có thể mời lại người thân bạn bè của mình vào lại cái buổi livestream của em vui. Bây giờ thì ok rồi anh chị ạ. Cái chủ đề hay quá mà vừa nãy em nói một hồi mà anh chị không nghe thấy gì. Anh chị đang xem livestream có thể là thả tim, thả like và gửi lời chào em vui một tiếng nhá. Để em vui biết anh chị đang xem và gửi lời chào lại tất cả anh chị. Hồi nãy thì cái livestream nó bị lỗi anh chị ạ. Em chia sẻ mà mọi người không nghe thấy gì hết. Không nghe thấy gì hết, thành ra là mình cứ ngồi mình nói một mình thôi anh chị ạ. Mặc dù cái chủ đề ngày hôm nay khá là hay bởi vì đây là những cái câu hỏi thắc mắc của em vui cũng như hầu hết tất cả nhà đầu tư mới khi mà chúng ta mới bắt đầu chúng ta tham gia vào thị trường đầu tư, đặc biệt hơn nữa là tham gia đầu tư vào công nghệ UFT. Vậy thì anh chị đang xem livestream, đối với những người mới, những nhà đầu tư mới của tất cả anh chị thì họ cũng rất là thắc mắc những cái điều này đó. Và anh chị đang chia sẻ cho một ai đó mà người ta cũng chưa biết đến, người ta cũng đang thắc mắc, thì anh chị có thể là chia sẻ và lan tỏa cái buổi livestream này anh chị nhé. Cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều, mặc dù buổi livestream nó bị lỗi, anh chị không nghe thấy gì nhưng mà anh chị vẫn vào lại cái buổi live, vẫn dành thời gian vào nghe lại cái buổi livestream này của em vui, để làm sao mà chúng ta cùng tương tác với nhau và chúng ta cùng nhau giải đáp tất cả những cái câu hỏi thắc mắc, để nếu như chúng ta đã là nhà đầu tư rồi thì chúng ta có cơ hội chúng ta được đầu tư và chúng ta gom thêm, chúng ta sở hữu thêm cổ phần. Còn nếu như chúng ta chưa là nhà đầu tư thì chúng ta cũng có cơ hội chúng ta hiểu hơn được cái giá trị của tập đoàn công nghệ UFT và chúng ta đầu tư nắm bắt sở hữu cái tài sản cho riêng mình. Vậy thì trong bất kỳ một cái lĩnh vực đầu tư nào cũng thế thôi, và đặc biệt hơn nó đầu tư vào doanh nghiệp, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có rất là nhiều cái băn khoăn thắc mắc, bởi vì chúng ta sẽ bỏ cái số tiền của mình ra để chúng ta đi đầu tư, chúng ta cũng cần phải hiểu rõ về cái cơ hội, hiểu rõ về cái công nghệ của mình và hiểu rõ về cái quyền lợi khi mình tham gia, mình đầu tư góp vốn, đúng không anh chị? Đó. Em chào tất cả anh chị đang xem livestream, em chào anh Quang Quân, chào chị Nông Hà, chào anh Tú Tuấn, chào anh Sơn Nguyễn Huy, em chào anh Vũ Ngọc Quyết, chào anh Tà Là, xin chào Huệ Nguyễn, xin chào Thanh Hiền, xin chào Mai Nguyễn, xin chào Lan Thanh. Đó, xin chào tất cả anh chị. Xin chào tất cả anh chị đang xem cái buổi livestream của em vui trong buổi tối ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì cũng cho phép Vui Nguyễn xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả anh chị đang xem livestream này. Chúc anh chị một buổi tối có thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc. Và đặc biệt hơn nữa là thông qua buổi livestream của em vui, anh chị có cơ hội, anh chị nhận ra được một cái giá trị tài sản, và anh chị nắm bắt cho mình một cái tài sản, một cái cơ hội đó, để chúng ta có cơ hội chúng ta thay đổi được cái chất lượng tài chính của mình. Em là Vui Nguyễn, người bạn đồng hành cùng với anh chị trong lĩnh vực đầu tư và cổ phần doanh nghiệp trước IPO. Bản thân em thì hiện tại đang là nhà đầu tư, cũng là một trong số những nhà đồng sở hữu công nghệ UFT, và cũng đang là một trong số những đối tác phát triển nguồn vốn cho tập đoàn công nghệ UFT. Và ngày hôm nay thì em Vui muốn chia sẻ livestream với anh chị về một chủ đề, đó là trả lời các câu hỏi thắc mắc của các nhà đầu tư. Bởi vì những cái câu hỏi này thì nó cũng là một trong số những câu hỏi mà hầu hết tất cả những nhà đầu tư mới khi chúng ta đi tham gia vào thị trường đầu tư, chúng ta đều rất là quan tâm và chúng ta cũng rất là băn khoăn. Vâng, em cảm ơn anh Vũ Ngọc Quyết rất là nhiều. Cảm ơn anh vì vừa nãy đã bảo em là không nghe thấy gì để em có cơ hội em livestream lại cho anh chị. Không thì chúng ta lại mất một buổi livestream rồi đúng không ạ? Cảm ơn anh rất là nhiều, anh Quyết nhé. Câu hỏi đầu tiên mà em Vui muốn chia sẻ cho anh chị đó chính là đầu tư vào công nghệ này thì tiền chúng ta sẽ đi đâu, sử dụng để làm gì, và lấy gì để đảm bảo đây là cái tài sản của mình khi chúng ta đầu tư góp vốn vào công nghệ UFT, thì lấy gì đảm bảo đây là cái tài sản của mình. Vậy thì đầu tiên anh chị hình dung là khi mà chúng ta đi đầu tư, dù ít hay nhiều thì chúng ta cũng lấy cái tiền túi của mình ra, đúng không anh chị? Chúng ta cũng bỏ cái tiền túi của mình, nó cũng là cái số tiền làm mồ hôi công sức của anh chị kiếm ra. Thì chúng ta muốn được rằng là khi chúng ta đầu tư vào một cái gì đấy thì cái rủi ro nó sẽ là thấp nhất, phải không anh chị? Đó. Vậy thì khi mà chúng ta đi đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực nào, dù ít hay nhiều,
hay tại thời điểm này chúng ta đang đầu tư vào công nghệ UFT thì tiền của chúng ta sẽ đi đâu, nó sẽ sử dụng để làm gì? Vậy thì chúng ta sẽ phải quay lại một chút, đó là khi mà chúng ta đầu tư vào công nghệ UFT thì chúng ta sẽ không đầu tư thông qua bất kỳ ai cả anh chị nhé. Tức là chúng ta sẽ đầu tư trực tiếp vào tập đoàn công nghệ UFT và không thông qua bất kỳ ai cả, thông qua cái website huy động vốn của tập đoàn công nghệ UFT. Vì công nghệ UFT chúng ta là huy động vốn theo hình thức nó là crowdfunding, là huy động vốn cộng đồng. Crowdfunding nó chính là một trong số những hình thức gây quỹ tập thể mà theo đó là những cá nhân hay tổ chức đều có cơ hội được góp tiền vào đấy, thường là thông qua internet. Đó. Và khi mà chúng ta đầu tư thông qua hình thức crowdfunding là cái website, cái quỹ huy động vốn là sẽ được công bố chính thức bởi nhà sáng lập, CEO hay là CEO của công ty hay là chủ tịch của cái công ty đó, người ta sẽ phải công bố cái quỹ huy động vốn đấy chính xác từ phát ngôn từ ngài chủ tịch, và chúng ta sẽ đầu tư thông qua đấy thì cái số tiền chúng ta sẽ về đúng công ty và cái số tiền đấy sẽ dùng để hiện thực hóa công nghệ UFT. Công nghệ UFT thì của chúng ta thì hiện tại đang tạo ra một cái tổ hợp với công nghệ giao thông trên cao đó, và nó là một trong số những cái tập đoàn đi đầu về giao thông thông minh. Vậy thì để chúng ta biết được rằng là cái số tiền chúng ta đầu tư vào nó là một trong số những cái tài sản mà nó có giá trị rất là lớn thì chúng ta cần phải hiểu xem đó là cái sở hữu trí tuệ của tập đoàn công nghệ này nó như thế nào. Bởi vì bất kỳ một cái tài sản nào thì nó cũng cần phải được định giá, đúng không anh chị? Anh chị đi mua cái mảnh đất hay mua cái ngôi nhà, nếu như chúng ta tự định giá cho nó, một người nào đó chúng ta tự định giá cho nó thì thành ra nó đang là ngáo giá, đúng không anh chị? Nhưng nó phải có một cái đơn vị, một cái tổ chức nào định giá cho nó. Giả sử cái ngôi nhà này 1 tỷ thì ngân hàng nó vào nó kiểm tra nó được định giá là khoảng 1 tỷ thì cái ngôi nhà này có giá trị là được định giá là 1 tỷ. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta đầu tư vào tập đoàn công nghệ UFT thì chúng ta đang đồng sở hữu trí tuệ của công nghệ UFT. Vậy thì cái sở hữu trí tuệ này được định giá là bao nhiêu tiền? Và cái đơn vị nào định giá cho nó mà nó được định giá với cái giá trị tài sản lớn như thế? Vậy thì theo cái công nghệ UFT chúng ta đó là một cái tài sản sở hữu trí tuệ anh chị ạ. Và theo kết luận của đơn vị đánh giá sở hữu trí tuệ được chính chứng nhận bởi How Invest Audit, đó là vào ngày 20 tháng 5 năm 2013. Đó là theo các tiêu chuẩn quốc tế và về đánh giá giá trị thị trường của các độc quyền sở hữu trí tuệ và bí quyết công nghệ hệ thống vận tải dây đường dây của kỹ sư Unisky đã được định giá với cái trị giá đó là 400 tỷ 867 triệu 433 nghìn đô la Mỹ. Tức là riêng cái tài sản sở hữu trí tuệ của công nghệ UFT chúng ta đã được định giá là hơn 400 tỷ đô la Mỹ khi thương mại rồi. Và cái tài sản này được sở hữu chính bởi tác giả công nghệ Anatoly Eduardovich Unisky. Còn sau đó thì cái sở hữu trí tuệ này đã được chuyển cho công ty Unisky Corp. Tức là tất cả những nhà đầu tư đang đồng sở hữu công nghệ này, góp vốn vào công nghệ này là chúng ta đều là những nhà đồng sở hữu trí tuệ của công nghệ này. Xin chúc mừng tất cả anh chị. Bởi vì bình thường đa phần những cái sở hữu trí tuệ này nó sẽ chỉ được gọi là được sở hữu bởi chính cái nhà sáng lập phát minh ra cái sở hữu trí tuệ này thôi. Nhưng ngài Anatoly là nhà sáng lập ra công nghệ UFT chúng ta thì đã chuyển cái sở hữu trí tuệ này cho công ty Unisky Corp. Và công ty Unisky Corp này sẽ được thành lập đại diện cho các lợi ích của nhà sáng lập công nghệ. Và khi mà ông ấy đã chuyển giao cho Unisky Corp rồi thì anh chị là những người đầu tư vào thì anh chị sẽ là những nhà đồng sở hữu trí tuệ này luôn. Và hiện tại cái sở hữu trí tuệ này hiện tại là có hơn 200 cái sở hữu trí tuệ, hơn 200 cái phát minh của ngài chủ tịch Anatoly Unisky đó. Và các cổ phần của công ty Unisky Corp sẽ được chuyển đổi dưới dạng đóng góp vào vốn điều lệ của công ty Global Transport Investment, đơn vị tiến hành thu hút các nhà đầu tư và bán cổ phần của công ty thông qua LSS Holding. Tức là cái công ty gọi là công ty mẹ, nó công ty GTI ấy, là Global Transport Investment, được viết tắt đó là GTI, hay là chúng ta còn gọi là công ty mẹ. Đó là công ty mẹ sẽ phân bổ cái số lượng cổ phần qua các quỹ holding, LSS1, LSS2 và LSS3. Và cái cổ phần của chúng ta sẽ được phân bổ như thế. Và khi mà anh chị được đầu tư vào cái công nghệ này thì chúng ta sẽ đầu tư trực tiếp thông qua cái quỹ huy động vốn
và các công ty LSS là sẽ là một trong số những cái công ty là sẽ gọi là sẽ phân bổ cái cổ phần của cái công ty mẹ ra, và khi anh chị đầu tư vào thì anh chị sẽ được nhận lại cái số cổ phần tương ứng với cái việc chúng ta, với cái số tiền mà chúng ta đầu tư. Anh Trần Ngọc Thuận có hỏi rằng em đang giới thiệu mã chứng khoán công ty nào thế? Thì em xin thưa với anh một điều rằng hiện tại là em không có giới thiệu cái mã chứng khoán nào cả, mà em đang chia sẻ cho anh chị đầu tư vào một trong số những cái tập đoàn về doanh nghiệp trước khi IPO. Trước khi IPO là gì? Trước khi nó IPO lên sàn chứng khoán. Tức là chúng ta đang đầu tư vào, chúng ta là những nhà đầu tư thiên thần, chúng ta được góp vốn vào một trong những cái dự án tiềm năng trước khi IPO, và chúng ta có cơ hội chúng ta được sở hữu cổ phần với giá thấp hơn rất là nhiều so với giá trị thực tại của doanh nghiệp khi mà doanh nghiệp tiến hành IPO lên sàn chứng khoán. Tức là tại thời điểm này, nếu như anh chị được sở hữu các doanh nghiệp trước IPO thì khi mà nó tiến hành IPO lên sàn chứng khoán thì cái tài sản của anh chị sẽ tăng trưởng rất là lớn, sẽ tăng trưởng rất là lớn anh chị nhé, theo cái thị trường, theo cái vốn hóa thị trường sẽ tăng trưởng khi mà công ty tiến hành IPO lên sàn chứng khoán. Vậy thì khi mà chúng ta được sở hữu những cái cổ phần của chính thức của công nghệ UFT, là chúng ta đang là nhà đồng sở hữu công nghệ này, và khi mà chúng ta góp vốn vào trong đây thì chúng ta đang sở hữu là một trong số những cái tài sản vô cùng đặc biệt, đó chính là tài sản số anh chị ạ, tài sản số. Trước đây thì chúng ta cũng chỉ biết đến cái tài sản là bất động sản, là vàng, nhưng chúng ta không biết đến tài sản số. Vậy thì chúng ta mua đất thì chúng ta có sổ đỏ được không anh chị? Và khi mà chúng ta đầu tư vào tập đoàn về công nghệ thì chúng ta sẽ có, tức là chúng ta sẽ có một trong số những cái giấy chứng nhận là chúng ta đang sở hữu cái tài sản đấy, đó chính là giấy chứng nhận cổ phần anh chị ạ, giấy chứng nhận cổ phần. Vậy thì đầu tư vào công nghệ UFT làm sao để chúng ta lấy cái gì để chúng ta đảm bảo được đây là cái tài sản của mình? Thì anh chị hình dung là anh chị mua đất thì anh chị có sổ đỏ, anh chị đầu tư doanh nghiệp thì anh chị sẽ có giấy chứng nhận anh chị là cổ đông, anh chị sở hữu cổ phần của doanh nghiệp này, và trên cái giấy chứng nhận cổ đông đấy thì anh chị sẽ có đầy đủ thông tin cá nhân của mình, và có cái giá trị, cái số lượng cổ phần anh chị đang sở hữu, có cái đơn vị mà sẽ bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư đó. Vậy thì anh chị để ý lại, đây chính là một trong số những cái tờ giấy chứng nhận của một nhà đầu tư của em Vui. Em Vui mới đặt về cho họ. Của em Vui thì cũng có, nhưng em Vui ở đây, đây của em Vui đây. Đây, trước đây em đã đặt về rồi. Vừa rồi thì cũng đã đặt cho thêm cho một nhà đầu tư. Thì em Vui sẽ cho anh chị xem này. Đó, đây chính là cái tờ giấy chứng nhận cổ phần khi anh chị đầu tư, anh chị sở hữu cổ phần. Vậy thì khi mà anh chị sở hữu cổ phần, nó giống như anh chị sở hữu tài sản, anh chị mua đất, anh chị có sổ đỏ, anh chị sở hữu doanh nghiệp, anh chị sẽ có cái giấy chứng nhận này. Và nó tương đương, cái giá trị nó không khác gì cái sổ đỏ của anh chị. Đó, ở trên đây thì có đầy đủ thông tin cá nhân của anh chị. Đó, và có số lượng cổ phần anh chị đang nắm giữ. Và cái tài sản này đã được định giá là bao nhiêu tiền rồi. Cái tài sản này được định giá là bao nhiêu tiền rồi. Vừa nãy em Vui có chia sẻ với anh chị là riêng cái sở hữu trí tuệ của mình, cái tài sản này đã được định giá là hơn 400 tỷ đô la Mỹ, tương ứng phát hành ra là 1 đô la trên một cổ phần. Cái giá trị thực của nó đã là 1 đô la trên một cổ phần rồi. Vậy thì khi mà mình được sở hữu cái tài sản này thì mình sẽ được nhận lại là cái giấy chứng nhận cổ phần, và tài sản chị đã được định giá là 1 đô la trên một cổ phần rồi. Vậy thì nếu như anh chị sở hữu chỉ 1 triệu cổ phần là anh chị đã có 1 triệu đô la rồi. Chẳng qua là anh chị đang được đầu tư trước khi IPO thì anh chị đang được sở hữu cái giá nó rất là thấp. Anh Ngọc Thuận có nói rằng tức là đây là một cái dự án của nhà sáng lập chưa lên sàn. Nếu mình đầu tư sau này công ty lên sàn chứng khoán mình sẽ thành công đúng không em? Chuẩn luôn anh. Tức là hiện tại chúng ta đang đầu tư vào một trong những tập đoàn công nghệ trước IPO. Bởi vì tất cả những nhà đầu tư mà hiểu được cái việc sở hữu cổ phần trước IPO, chúng ta đều có cơ hội được sở hữu cái giá cổ phần nó rất là thấp. Nó rất là thấp. Và cái chiết khấu nó cực kỳ thấp, cái giá của nó cực kỳ thấp. Và khi anh chị nắm bắt ở thời điểm này là một trong số những người cực kỳ may mắn, và anh chị được gọi là những nhà đầu tư thiên thần. Đó, và khi mà chúng ta công ty IPO lên sàn chứng khoán thì cái giá trị của chúng ta, như cái công nghệ UST mà em Vui đang đầu tư vào, thì giá trị thấp nhất nó sẽ là 1 đô la rồi. Còn tất nhiên nếu mà nó IPO lên sàn chứng khoán của quốc tế, ví dụ như Nasdaq, thì trong vòng 4 tháng đầu tiên, 3-4 tháng đầu tiên nó phải duy trì nó là 4 đô la trên một cổ phần. Vậy thì nếu như nó tăng lên là 4 đô la trên một cổ phần thì anh chị đã có cái tài sản là 4 triệu đô rồi. Đó. Vậy thì khi anh chị đầu tư vào đây thì cái đơn vị nào sẽ là cái đơn vị mà bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư? Anh chị hình dung là hiện tại doanh nghiệp chúng ta đang đầu tư vào doanh nghiệp quốc tế, và chúng ta sẽ đầu tư không thông qua bất kỳ ai cả,
Chính vì thế mà cái pháp luật của nó bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư, nó cũng sẽ tuân theo pháp luật quốc tế và nó sẽ không theo bất kỳ các quốc gia nào. Và Việt Nam thì cũng không có cái quyền lợi, tức là cũng không có cái trách nhiệm gì trong cái vấn đề huy động vốn crowdfunding cả. Đó, và khi mà chúng ta đầu tư vào đây thì sẽ có một cái đơn vị, đó là đơn vị BVI FSC. BVI FSC chính là cái đơn vị mà sẽ đứng ra để nó cấp phép và giám sát cái quá trình gọi vốn và huy động vốn của tập đoàn công nghệ UST. Đồng thời nó cũng sẽ là cái cơ quan quốc tế bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư trên toàn thế giới. Vậy thì khi mà cái đơn vị đấy nó sẽ là cái cơ quan quốc tế bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư trên toàn thế giới, thì cái đơn vị này là một trong số những cái đơn vị cực kỳ uy tín anh chị ạ. Nó chuyên đứng ra để giám sát cái quá trình gọi vốn và huy động vốn và giảm cái tội phạm tài chính và ngăn chặn lạm dụng thị trường anh chị ạ. Tức là nó hoàn toàn là một trong những cái đơn vị tài chính của quần đảo Virgin thuộc Anh. Anh chị có thể lên mạng và gõ BVI FSC để anh chị tìm hiểu thêm về cái đơn vị này. Và nó sẽ là có cái đơn vị trách nhiệm giám sát cái quá trình gọi vốn và huy động vốn. Vậy thì chỉ cần nó phát hiện ra được cái số vốn mà chúng ta đầu tư góp vốn vào đây mà nó không sử dụng để phát triển hiện thực hóa công nghệ và nó sử dụng làm những cái việc nó không chính đáng, thì đơn vị này sẽ có cái quyền đó là người ta sẽ đem ra tòa án quốc tế để người ta sẽ bảo vệ cái quyền lợi cho nhà đầu tư. Chính vì thế anh chị đầu tư vào đây là một trong số những cái công ty nó là cực kỳ yên tâm anh chị ạ về cái vấn đề pháp lý. Bởi vì pháp lý của chúng ta là thuận chữ cho là quốc tế đúng không ạ? Hơn 200 nước hiện tại đang đầu tư vào cái công nghệ này, chứ không phải chỉ đơn giản là ở Việt Nam. Chính vì thế mà chúng ta cần phải có cái pháp luật quốc tế bảo vệ chúng ta, để trong cái quá trình chúng ta đầu tư, chúng ta sở hữu cái số lượng cổ phần của mình, nó sẽ là, tức là nó sẽ gọi là cái rủi ro nó là thấp nhất anh chị. Và khi mà chúng ta được đầu tư góp vốn cổ phần của một trong số những công ty về công nghệ, thì chúng ta sẽ có quyền yêu cầu công ty, đó là chúng ta đầu tư vào đây thì công ty sẽ chuyển cho nhà đầu tư một số lượng cổ phần nhất định và đăng ký chúng trong sổ đăng ký nội bộ của công ty. Tức là khi mà chúng ta đăng ký chúng ta sở hữu cổ phần ấy, là chúng ta sẽ có cái đăng ký cái sổ đăng ký nội bộ của công ty. Ngoài việc chúng ta đầu tư thông qua internet, chúng ta sẽ thấy được cái số lượng cổ phần chúng ta, thì công ty sẽ có cái sổ, tức là chúng ta sẽ có tên trong cái sổ đăng ký nội bộ công ty đó, và chúng ta là những cái cổ đông chúng ta góp vốn vào đây chị ạ. Vậy thì khi mà chúng ta đầu tư vào đây, có rất là nhiều người hỏi một điều rằng, đó là nếu như chúng ta đầu tư vào đây thì bao giờ chúng ta sẽ được nhận cổ tức, bao giờ chúng ta sẽ IPO đúng không anh chị? Anh Trần Ngọc Phượng còn nói cái câu này rất là hay, em vui muốn trả lời luôn cho anh chị nhé. Nếu công ty xảy ra rủi ro thì công ty không lên sàn thì mình sẽ mất trắng, phải không em? Cái này anh chị phải hiểu rõ, cái việc lên sàn hay không lên sàn ấy, nó không có chứng minh được cái sự thành công của một doanh nghiệp anh chị ạ. Có rất là nhiều doanh nghiệp thành công, nó cũng đâu nhất thiết phải lên sàn đâu anh chị. Bởi vì sao? Lên sàn thực chất nó là một trong số những cái hình thức huy động vốn lớn hơn thôi anh chị ạ. Còn lên sàn nó sẽ không quyết định được cái sự thành công hay không thành công của một doanh nghiệp. Thành công hay không thành công của doanh nghiệp ấy là chỉ cần doanh nghiệp làm ăn kinh doanh có lợi nhuận, công ty có thể chi trả lại cổ tức cho nhà đầu tư, là lúc đấy công ty đã thành công rồi. Còn IPO chỉ là một trong số những cái hình thức để chúng ta huy động vốn lớn hơn thôi. Vậy thì đặt ra câu hỏi, thế doanh nghiệp UST chúng ta có IPO được không? Nhỡ là nó không IPO thì sao? Đúng không anh chị? Thì em vui chia sẻ với anh chị một chút. Một cái công ty mà huy động vốn thì hình thức là crowdfunding, huy động vốn cộng đồng, thì dù anh chị có muốn nó IPO hay không muốn nó IPO thì bắt buộc nó vẫn phải IPO lên sàn anh chị nhá. Điều này là chắc chắn và tất nhiên nó phải xảy ra, bởi vì nó là cái quy luật của nó, là tức là những công ty mà huy động vốn cộng đồng thì chắc chắn là phải IPO lên sàn chứng khoán. Còn tất nhiên là khi mà nó chưa IPO thì doanh nghiệp làm ăn có lợi nhuận thì doanh nghiệp vẫn chi trả cổ tức cho chúng ta như bình thường. Vậy thì đặt ra câu hỏi, đầu tư vào UST tại thời điểm này bao giờ thì anh chị sẽ có cơ hội được nhận cổ tức? Bao giờ thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận cổ tức? Nếu anh chị lần đầu tiên anh chị biết đến cơ hội UST thì anh chị cũng cần phải biết được rằng là cái quá trình một chút, tức là cái công nghệ này được huy động vốn là hơn, tức là đã được nghiên cứu là hơn 40 năm.
và bắt đầu triển khai xây dựng và huy động vốn là từ năm 2014, cuối 2014 đầu 2015, và đã trải qua đến nay là 9 năm rồi. Vậy thì trong vòng 9 năm qua thì doanh nghiệp đã tạo ra rất là nhiều tài sản, tạo ra rất là nhiều các mẫu tàu, tạo ra rất là nhiều những cái tài sản rất là giá trị rồi. Và đến tại thời điểm này anh chị đang biết đến nó là một trong số những cái giai đoạn là 14.3, và tới ngày mùng 10 tháng 5 là sẽ chuyển sang giai đoạn cuối cùng, là chúng ta sẽ kết thúc huy động vốn, giai đoạn 15. Vậy thì giai đoạn này thì vừa rồi em Vui có một cái video phân tích cho anh chị, đó là về cái việc chúng ta đi, tức là cái lộ trình phát triển của công ty từ 2023 cho tới 2030 anh chị. Là công ty còn nói rõ một điều rằng là năm 2025 là chúng ta sẽ chi trả cổ tức, đó là bằng tiền mặt anh chị ạ. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Cái lộ trình của chúng ta nó sẽ là như thế. Vậy thì nếu như tại thời điểm này anh chị đầu tư vào đây ấy, thì anh chị sẽ thấy được một điều rằng là cái rủi ro chúng ta là thấp nhất. Bởi vì sao? Bởi vì giai đoạn này đó là cái giai đoạn công ty đi thương mại hóa toàn cầu rồi. Thương mại hóa là bắt đầu có lợi nhuận. Và giai đoạn 15 thì công ty sẽ, khả năng cao là công ty sẽ hoàn thành cái việc đó là sẽ tự cấp vốn cho công nghệ. Và nó vẫn huy động vốn, nếu như nó không, nó có khả năng tự cấp vốn rồi thì nó sẽ không phát hành ra 1 tỷ cổ phần để bán và huy động vốn nữa. Vậy thì đây là một trong số những cái giai đoạn cuối cùng để anh chị có thể đầu tư và anh chị gom cho mình cái số lượng cổ phần. Nó chính là cái tài sản của anh chị trong một vài năm tới, rất là giá trị. Vậy thì nếu như anh chị sở hữu 1 triệu cổ phần và công ty chi trả cổ tức gọi là 1.000 đồng trên một cổ phiếu đi, thì anh chị đã có cơ hội nhận cổ tức là 1 tỷ rồi. Và công ty nói rõ là 2025 là chi trả cổ tức bằng tiền mặt nhé, tiền mặt. Vậy thì dù thấp hay nhiều thì anh chị sẽ có những khoản cổ tức đầu tiên. Và khi công ty đã có cổ tức là công ty đã có lợi nhuận rồi. Có lợi nhuận thì cái tỷ lệ phá sản là không bao giờ có anh chị. Phá sản là chỉ khi chúng ta có một cái công nghệ đúng không ạ? Chúng ta có một cái công nghệ và chúng ta có một cái sản phẩm nhưng chúng ta không bán được cái sản phẩm đấy và không ai mua cái sản phẩm của chúng ta. Và chúng ta không tạo ra lợi nhuận và chúng ta chỉ luôn liên tục đầu tư vốn vào đấy và chúng ta lại không tạo ra lợi nhuận, không tạo ra doanh thu thì công ty mới phá sản thôi. Còn đến tại thời điểm này chúng ta đang có những cái hợp đồng thương mại, có rất nhiều các hợp đồng thương mại rồi, đã có những cái lợi nhuận rồi. Có, tức là chúng ta đã bắt đầu tạo ra những cái lợi nhuận rồi. Có thể nó chưa cao nhưng mà đã có rồi. Vậy thì năm 2022 giai đoạn 15 là công ty sẽ triển khai cái quá trình là tự cấp vốn. Vậy thì nếu như tự cấp vốn thì cái khả năng cao thì chúng ta sẽ không còn nhiều thời gian để chúng ta góp vốn vào đây đâu. Anh Ngọc Thuận, anh phải dung rõ, anh có hỏi một câu là những nhà đầu tư từ năm đầu tới giờ đã có thu nhập cổ tức gì chứ em? Cũng chia sẻ với anh chị một chút, đó là những cái nhà đầu tư từ giai đoạn đầu á, 2014-2015 ấy, là người ta đã đầu tư từ rất là lâu rồi. Chính vì thế mà năm 2018-19 đó là chúng ta đã có một cái đợt đó là mua lại cổ phần cho các nhà đầu tư từ cái thời điểm ban đầu ấy, chỉ một ít, một phần rất là nhỏ thôi, bởi vì người ta đã đợi quá lâu rồi. Còn 100% là chúng ta vẫn chưa nhận được một cái khoản lợi nhuận gì cả. Bởi vì anh chị hình dung là chúng ta đang góp vốn vào doanh nghiệp trước IPO, là chúng ta đang góp vốn để xây dựng một cái doanh nghiệp để cho nó thành công. Vậy thì chỉ khi doanh nghiệp thành công thì doanh nghiệp mới chi trả cổ tức, chi trả lợi nhuận cho tất cả nhà đầu tư. Nó không giống với cái dự án tài chính, đó là chúng ta đầu tư ăn lãi theo ngày theo tháng đâu anh chị nhé. Mà chúng ta sẽ đầu tư và khi thành công thì chúng ta sẽ cùng hưởng. Đó. Và khi mà thành công thì chúng ta được chi trả cổ tức thì tất cả mọi người chúng ta đều được chi trả cổ tức. Và IPO thì tất cả chúng ta cũng đều có cơ hội, chúng ta được giao dịch và trao đổi mua bán cái tài sản của mình. Vậy thì khi mà chúng ta được đầu tư vào một trong số công nghệ như thế này, được góp vốn trước IPO, thì đó là một trong số những cái điều rất là may mắn anh chị ạ. Và khi mà chúng ta biết được rằng là đến tại thời điểm này nếu chúng ta đầu tư vào đây thì cái khả năng cao là đến 2025 là chúng ta sẽ nhận được cổ tức bằng tiền mặt, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái số tiền chúng ta đầu tư vào đây tại thời điểm này nó sẽ không còn rủi ro về mặt tài chính nữa. Đó. Đầu tư tại thời điểm này có bị mất tiền hay không? Thì em Vui với những cái thông tin này em Vui biết được và em Vui cần cập nhật được, thì em Vui với cái sự chia sẻ em Vui thì em Vui khẳng định với anh chị một điều rằng là đầu tư tại thời điểm này chúng ta không bị mất tiền đâu.
Bởi vì sao? Bởi vì thực tế là anh chị chúng ta đang đầu tư vào đây, đó là đầu tư theo khoản vay chuyển đổi. Tức là đầu tư theo khoản vay chuyển đổi, theo hợp đồng vay chuyển đổi anh chị ạ. Tức là anh chị đầu tư vào đây ấy, ban đầu có một số người hỏi em Vui rằng là đầu tư vào đây ấy, thì có rút tiền về được hay không? Nếu như anh chị đầu tư vào đây, tự dưng anh chị cần tiền của anh chị có rút tiền về được hay không? Thì em Vui sẽ chia sẻ cho anh chị hai cái điều này. Thứ nhất là chúng ta đang đầu tư vào đây, đó là đầu tư theo hợp đồng vay chuyển đổi. Vậy thì nếu như anh chị không sở hữu cổ phần thì anh chị có thể cho công ty vay theo cái hợp đồng vay chuyển đổi. Và sau 3 năm chúng ta sẽ rút vốn về với lãi suất là 4% theo lãi suất quốc tế. Tức là có vay thì sẽ có trả, sau 3 năm đến hẹn, đến ngày là người ta sẽ trả lại cho anh chị với lãi suất là 4%. Nhưng nếu như anh chị thấy được rằng đây là một trong số những công nghệ nó rất là tiềm năng, và anh chị thấy được rằng nếu như anh chị sở hữu cổ phần thì cái sức mạnh, anh chị sẽ có cơ hội anh chị gia tăng cái tài sản lớn, thì anh chị sẽ không cho vay mà anh chị sẽ chuyển đổi thành cổ phần. Và khi anh chị chuyển đổi thành cổ phần thì anh chị sẽ ký nhận cổ phần, đồng nghĩa với việc anh chị sẽ là cổ đông của doanh nghiệp đấy. Và khi anh chị là cổ đông của doanh nghiệp đấy thì bắt buộc là khi mà doanh nghiệp có lợi nhuận thì anh chị mới được chi trả cổ tức. Doanh nghiệp tiến hành IPO thì anh chị mới có thể giao dịch và trao đổi mua bán cái tài sản của mình. Vậy thì tại thời điểm này anh chị đầu tư vào đây đặt ra câu hỏi chúng ta cần phải đợi lâu nữa hay không? Đó. Tức là bây giờ chúng ta đầu tư vào đấy có phải chờ đợi quá lâu hay không? Đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta đang đầu tư vào đây ấy, là anh chị đang biết tới nó là giai đoạn cuối cùng rồi. Giai đoạn cuối cùng tức là cái giai đoạn mà gần, tức là đến ngày 10 tháng 5 là sang giai đoạn 15 là giai đoạn cuối cùng rồi. Và chúng ta cũng biết được cái thông tin 2025 là công ty sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt rồi. Vậy thì đầu tư vào đây cái rủi ro tại thời điểm này nó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tức là anh chị có chấp nhận là tầm khoảng 2 năm nữa để chúng ta được nhận cái khoản cổ tức đầu tiên hay không? Chúng ta biết chắc chắn là chúng ta đầu tư vào đây là 2025 chúng ta sẽ được nhận cổ tức rồi. Còn việc IPO thì có thể là khi mà nhận cổ tức xong, IPO nó sẽ mất tầm khoảng 1 tới 2 năm nữa thì sẽ có cơ hội tiến hành IPO lên sàn chứng khoán. Thực ra IPO là một trong số những hình thức huy động vốn lớn hơn thôi. Nếu anh chị chỉ mong cầu anh chị IPO để anh chị bán hết tài sản ấy, thì anh chị cũng sẽ không có cơ hội được nhận cổ tức đâu. Bởi vì đầu tư là gì? Đầu tư là phải giúp cho cái tài sản của mình tạo ra dòng tiền. Bởi vì khi mà cái tài sản tạo ra cái dòng tiền ấy, thì chúng ta mới có thu nhập thụ động bền vững được. Còn nếu như chúng ta chỉ chăm chăm lên sàn, chúng ta bán hết tài sản đi, thì chúng ta có một cái số tiền lớn, và khi mà chúng ta sử dụng cái số tiền lớn đấy, chúng ta lại dùng để chúng ta gọi là ăn chơi nhảy múa, rồi làm những cái công việc chúng ta, thì chúng ta tiêu hết thì chúng ta lại trở về với cái cuộc sống cũ. Bởi vì có rất là nhiều người, người ta trúng số nhưng người ta vẫn nghèo. Bởi vì sao? Bởi vì người ta không biết cách vận hành cái số tiền của mình. Đó, không biết vận hành số tiền. Và không có không, tức là người ta không biết vận hành số tiền của mình, và người ta không biết cách sử dụng tiền như thế nào. Chính vì thế mà chúng ta chỉ chăm chăm là mua sắm những cái tiêu sản thôi. Chính vì thế mà chúng ta tiêu hết rồi thì chúng ta lại trở về cái sự nghèo khó, trở về cái cuộc sống nó rất là khó khăn. Nhưng khi anh chị nuôi gà, thường là chúng ta nuôi gà để chúng ta lấy trứng, nuôi bò để chúng ta lấy sữa, đúng không anh chị? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta đầu tư vào doanh nghiệp để làm gì? Để chúng ta nhận cổ tức anh chị. Chúng ta ăn cổ tức thôi chúng ta cũng đã có cái cuộc sống rất là tốt rồi. Vậy có một số anh chị hỏi rằng là nếu như là tài sản thì có được thừa kế hay không? Cái này nó rất là dễ anh chị ạ. Đã gọi là tài sản là sẽ được thừa kế anh chị nhé. Là tài sản sẽ được thừa kế. Bởi vì có rất là nhiều anh chị khi mà anh chị sở hữu vàng hay sở hữu bất động sản cũng thế thôi, anh chị vẫn được thừa kế như bình thường, nó là tài sản mà. Đã gọi là tài sản là chúng ta sẽ có cái tính thừa kế, có quyền được thừa kế. Vậy thì đây là một cái tài sản, nó là cái tài sản số. Và anh chị đầu tư, anh chị sở hữu cổ phần thì anh chị sẽ được nhận là cổ đông của doanh nghiệp đấy. Và khi anh chị là cổ đông của doanh nghiệp đấy thì anh chị sẽ, tức là chúng ta sẽ được nhận cổ tức. Nếu như anh chị không bán cái tài sản đó đi thì cái tài sản của anh chị năm nào nó cũng tăng trưởng theo thời gian. Năm nào cũng sẽ tăng trưởng. Và năm nào thì chúng ta nhận cổ tức, doanh nghiệp lợi nhuận lớn thì chúng ta sẽ nhận được cổ tức nhiều. Doanh nghiệp lợi nhuận thấp thì chúng ta sẽ nhận ít. Nhưng quan trọng là khi anh chị đã có cổ tức rồi thì năm nào anh chị cũng có cơ hội anh chị được nhận cổ tức. Và đây là một cái bí mật, một trong số những cái bí mật của người giàu mà rất là ít người chúng ta hiểu được. Người ta chưa biết, đa phần là chúng ta chưa biết. Bởi vì ở Việt Nam thì về cái lĩnh vực đầu tư doanh nghiệp trước IPO thì
hầu như là chưa phổ thông và hầu như là rất là ít người biết. Tức là cái tỷ lệ nó rất là thấp anh chị ạ. Nhưng mà đây cũng là một trong số những cái cơ hội và một trong số những cái may mắn. Bởi vì nếu như anh chị là những người đầu tiên anh chị được tiếp cận, anh chị là những người tiên phong trong cái việc anh chị sở hữu cổ phần doanh nghiệp, thì trong vòng tầm khoảng 5 tới 10 năm nữa nó là phổ thông rồi. Khi nói đến cổ phần doanh nghiệp, đến cả người già cũng biết, nghe cũng biết. Thì đó mới là một trong... Tức là khi mà ai ai cũng biết rồi thì cái cơ hội dành cho chúng ta không còn nhiều nữa. Đó. Vậy thì tại thời điểm này, một trong số những cái cơ hội, một trong những cái công nghệ nó quá là tiềm năng như thế này, anh chị được sở hữu cổ phần, thì đấy là một trong số những cái điều quá là tuyệt vời luôn anh chị. Đó. Vâng, em chào chị Phượng nhé. Xin chào tất cả anh chị vừa mới vào trong cái buổi live stream của em Vui. Vừa nãy thì em Vui cũng chia sẻ và trả lời một số câu hỏi thắc mắc của nhà đầu tư. Hôm nay thì chỉ trả lời một số câu hỏi như thế thôi. Trong những buổi live stream tiếp theo thì em Vui sẽ tổng hợp những cái câu hỏi tiếp theo thì em Vui sẽ trả lời cho anh chị. Bởi vì đây là cái quyền lợi của anh chị cần phải biết và anh chị hiểu để anh chị tự tin, hoàn toàn yên tâm với khoản đầu tư của mình anh chị ạ. Riêng cái giá trị đây là cái tài sản của anh chị đấy. Anh chị nào đã được nhận cái giấy chứng nhận cổ phần đấy chưa? Đây là tài sản của anh chị đấy. Có anh chị nào bảo đây là cái bản sờ cam và rất là dễ là cái bản sờ cam lừa đảo của anh chị, thì đặt ra câu hỏi nếu bây giờ cho anh chị hai cái quyển sổ đỏ, cái quan trọng quyển nào nó sẽ là cái quyển, cái cuốn sổ đỏ nào nó sẽ là cái cuốn là cái tài sản thật, cái cuốn nào nó sẽ là cái tài sản giả, đúng không anh chị? Vậy thì nếu như anh chị chỉ nhìn qua ở đây á, thì khẳng định với anh chị một điều rằng anh chị sẽ nghĩ rằng nghĩa là đây là cái bản sờ cam thì sao? Sờ cam ấy. Bản thân em Vui nếu mà em không nghiên cứu thì em chắc chắn em cũng không biết được rằng là đâu là cái bản sờ cam, đâu là bản thật đâu. Nhưng mà hoàn toàn anh chị có thể trích được anh chị nhé. Nó có bí quyết, nó có mẹo hết anh chị ạ. Giống như sổ đỏ, anh chị xem anh chị cũng biết đâu là cái sổ đỏ thật, đâu là cái sổ đỏ giả. Hay là cái đồng tiền ấy, anh chị cũng biết đâu là cái đồng tiền thật, đâu là đồng tiền giả mà. Đó. Vậy thì cái giấy tờ giấy đây là cái tài sản của anh chị, đó là cái giấy chứng nhận cổ phần của mình. Mình cũng biết cách để làm sao mình trích được đây là cái giấy chứng nhận, đó là cái tài sản thật của mình và nó không phải là cái bản sờ cam. Đó. Và nó có cái giá trị tương ứng giống như cái sổ đỏ của anh chị. Và cái này còn đặc biệt hơn một điều đó. Nếu như cái bây giờ anh chị có đất ở tại Việt Nam, anh chị mang cái quyển sổ đó đi sang nước ngoài ấy, người ta cũng chẳng công nhận đấy là cái tài sản của anh chị đâu. Anh chị mang sang đấy để... Tức là anh chị mang sang cái quyển sổ đỏ của anh chị mà mang sang nước ngoài ấy, thực ra nó chẳng có giá trị gì luôn ấy. Nhưng anh chị mang cái giấy chứng nhận cổ đông của tập đoàn công nghệ UST, anh chị mang sang nước nào, anh chị chỉ cần đưa cho họ xem thôi là anh chị họ đã biết được rằng là anh chị đang là một trong số những cổ đông của tập đoàn công nghệ UST đấy anh chị ạ. Đó, thật sự luôn. Anh chị có cái tờ giấy này mà anh chị mang sang bất kỳ quốc gia nào thì đấy là một cái điều cực kỳ là tuyệt vời và phải hãnh diện, mình phải cảm thấy hãnh diện luôn anh chị ạ. Đúng rồi, đây là giấy chứng nhận cổ phần của em. Đây là một trong số những cái tờ giấy đầu tiên khi em đặt về. Đợt đấy em đầu tư cái gói đầu tiên, đó là 120.000 cổ phần và em muốn đặt về. Đó, để em xem được rằng là cái tài sản của em nó giá trị như thế nào. Em thì em đầu tư vào từ 2020 anh chị. Gói đầu tiên em đầu tư nó là 120.000 cổ phần. Và đến bây giờ em đang mục tiêu gom cho mình 10 triệu cổ phần anh chị. 10 triệu cổ phần của tập đoàn công nghệ UST. Không phải chỉ đơn giản, anh chị hình dung ấy, những cái thông tin em chia sẻ với chị nó rất là giá trị. Không phải tự dưng đơn giản là em đầu tư, em góp vốn vào đây nhiều như thế đâu. Mà nó chỉ đơn giản là em đã thấy được rằng cái sự thành công của cái dự án này tại thời điểm này rồi. Vậy thì nếu như ngày hôm nay anh chị may mắn được ai đó chia sẻ cho anh chị cái cơ hội này, mà anh chị chưa nắm bắt thì anh chị cũng thể kết nối trực tiếp với cái người mà giới thiệu cho anh chị về cái cơ hội này để anh chị đầu tư, anh chị góp vốn. Còn nếu như anh chị nào chúng ta chưa có ai để hướng dẫn anh chị đầu tư góp vốn vào công nghệ này, anh chị cũng có thể kết nối trực tiếp với em Vui thông qua cái số điện thoại đó chính là 0965 081 559. Để em Vui có thể hỗ trợ và chia sẻ anh chị rõ hơn về cơ hội này, để anh chị được biết, hiểu rõ hơn về cái công nghệ này, mà anh chị tự tin anh chị sở hữu cho mình nhiều triệu cổ phần. Bởi vì không còn nhiều thời gian nữa đâu. Giai đoạn 15 công ty chỉ phát hành ra 1 tỷ cổ phần thôi. Với cái lộ trình nó sẽ phát hành ra 1 tỷ cổ phần. Nhưng nếu như công ty tự cấp vốn được rồi thì nó không nhất thiết phải bán hết 1 tỷ cổ phần này đâu.
nên anh chị hãy nhanh tay để anh chị sở hữu cho mình cái cổ phần giá trị này anh chị nhé. Đó. Nếu như bây giờ anh chị muốn sở hữu 1 triệu cổ phần và anh chị theo cái chiết khấu đó là 1/27 thì anh chị sẽ phải đầu tư tầm khoảng là ví dụ 10.000 đô tại thời điểm này mà không sử dụng bất kỳ một chương trình ưu đãi nào của công ty thì nó sẽ là 400.000 cổ phần, 20.000 đô nó sẽ là 800.000 cổ phần. Vậy thì 1 triệu cổ phần nó sẽ rơi tầm khoảng là hơn 20.000 đô. Nhưng nếu như anh chị nào may mắn anh chị áp dụng những cái đợt khuyến mãi của công ty, những cái chương trình ưu đãi của công ty á, dành cho cổ đông thì chúng ta hoàn toàn có cơ hội để sở hữu 1 triệu cổ phần nhanh hơn với cái số tiền ít hơn. Ví dụ như tại thời điểm này anh chị sở hữu cái chiết khấu mà cái phiếu 1/100 ấy, cái phiếu giải vàng anh chị là 1 triệu cổ phần anh chị chỉ mất có 10.000 đô thôi. Nhưng mà cái phiếu 1/100 này không phải ai cũng có. Không phải ai cũng có anh chị. Vậy thì nếu như ngày hôm nay em Vui đang có năng lượng, em Vui sẽ dành tặng 2 suất cho 2 nhà đầu tư. Nếu như anh chị đầu tư 1 triệu cổ phần thì em Vui sẽ tặng cho anh chị cái phiếu 1/100. Bản thân em Vui đã mất rất là nhiều thời gian, công sức, tiền bạc của mình để đạt được cái giải vàng với cái chiết khấu của công ty. Và em Vui đã được tặng, công ty tặng cho cái phiếu 1/100. Vậy thì nếu như anh chị sở hữu 1 triệu cổ phần, hôm nay em Vui sẽ ưu tiên cho 2 người nhanh nhất. Anh chị sở hữu 1 triệu cổ phần, em Vui sẽ tặng cho anh chị cái phiếu 1/100. Ưu tiên cho anh chị nào nhanh nhất. Bình thường em Vui không bao giờ chia sẻ cái phiếu này đâu, bởi vì nó rất là giá trị anh chị ạ. Bởi vì có cái phiếu này anh chị sẽ được đầu tư đến khi kết thúc huy động vốn đi thôi. 1 triệu cổ phần cho anh chị nào nhanh tay nhất, em Vui sẽ tặng cho anh chị cái phiếu 1/100 là 1 triệu cổ phần, là 10.000 đô, nó sẽ rơi tầm khoảng là 240 triệu gì đấy. Theo cái giá của công ty ngày hôm nay thì nó sẽ là theo cái giá đô ngày hôm nay nó sẽ là 236 triệu là sở hữu 1 triệu cổ phần nếu như anh chị có cái phiếu chiết khấu 1/100. Vậy thì ngày hôm nay em Vui đã lỡ miệng nói ra cái chiết khấu này rồi. Thì thôi em Vui sẽ thực hiện cái điều này. Nếu như anh chị kết nối với em sớm, anh chị đầu tư 1 triệu cổ phần, em Vui sẽ tặng cho anh chị cái phiếu 1/100. 1/100 anh chị nhé, cực kỳ giá trị. Để mà bây giờ anh chị có cái phiếu này không phải ai cũng có đâu. Bởi vì em Vui là một trong số những hơn 100 nhà đầu tư là đạt được cái phiếu giải vàng này và được sang trực tiếp lên UAE để trải nghiệm thực tế con tàu này. Vậy thì hôm nay em Vui cũng lỡ miệng em Vui nói ra cái phiếu này rồi. Thì em Vui sẽ ưu tiên dành tặng cho 2 nhà đầu tư nhanh tay nhất. Anh chị sở hữu 1 triệu cổ phần, em Vui hỗ trợ anh chị đầu tư, là anh chị sẽ có cơ hội được đầu tư với chiết khấu là 1/100, 1 triệu cổ phần là 10.000 đô, tầm khoảng 236 triệu là anh chị sẽ sở hữu 1 triệu cổ phần. Nhưng nếu như anh chị không có cái phiếu này, anh chị cũng sẽ mất tầm khoảng 500-600 triệu để anh chị mới sở hữu được 1 triệu cổ phần đấy. Nên là anh chị may mắn anh chị biết được cái livestream của em Vui và anh chị nghe được cái cơ hội này thì anh chị hãy đầu tư. Em Vui sẽ ưu tiên anh chị, tặng cho anh chị hay anh chị nhanh tay nhất anh chị nhé. Và cảm ơn tất cả anh chị ngày hôm nay đã dành thời gian lắng nghe em chia sẻ. Và nếu như anh chị nào muốn kết nối trực tiếp với em để sở hữu được 1 triệu cổ phần thì kết nối với em thông qua số điện thoại đó là 0965081559 anh chị ạ. Cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều. Chúc Hoàng Minh Ngọc sớm có sở hữu 1 triệu cổ phần nhé. Bởi vì muốn thoát nghèo thì hãy sở hữu 1 triệu cổ phần của tập đoàn công nghệ UST. Còn muốn giàu thì chúng ta hãy sở hữu thật nhiều triệu cổ phần hơn nữa anh chị ạ. Nhà sáng lập công nghệ UST là một trong số người thuộc Min Belut anh chị nhé. Ngài chủ tịch của chúng ta đó chính là Anatoly Zhukovsky. Và ông là một trong số con người thuộc Min Belut. Và cái công nghệ của chúng ta đó là trụ sở chính, đó chính là ở tại Belut anh chị ạ. Và chúng ta có cái trung tâm thử nghiệm công ty con Uskai Chatbot tại bên UAE, là một trong số những cái nơi mà chứng nhận thử nghiệm công nghệ UST chúng ta. Và em Vui cũng đã được sang trực tiếp bên UAE là tham quan cái công nghệ này, được trải những con tàu này rồi. Và chúng ta sẽ được đi trên cái con tàu đấy. Và khi mà chúng ta được đầu tư vào một trong số công ty mà chính UAE là một trong số những cái đất nước, Dubai là một trong số những cái đất nước giàu có nhất trên thế giới, là họ đang
mong muốn phát triển cái công nghệ này ở toàn bộ khu vực Trung Đông luôn. Vậy thì nếu như anh chị được đầu tư theo cái việc đó là chúng ta được đầu tư cùng với một trong số những cái công ty nó gọi là đi đầu về giao thông thông minh, một trong số những cái công nghệ đẳng cấp của thế giới, một trong số những cái công nghệ mà được cả các chính phủ lớn nhất trên thế giới người ta đang ủng hộ phát triển. Cảm ơn rất nhiều, chúng tôi chân thành mong muốn dự án Skyway thành công. Chính phủ Saga có cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ các sản phẩm Skyway và Skyway. Tương tự chính phủ UAE cũng vậy. Bye bye tất cả mọi người. Và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm mọi người thất vọng. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn ông. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.